Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, vào lúc 13 giờ 30 phút chiều nay ngày 6 tháng 9 theo giờ địa phương, tức 17 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam, tại thành phố Sochi, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp hẹp và hội đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Tổng thống Vladimir Putin nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và khẳng định Nga luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương tin tưởng chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ là một dấu mốc quan trọng tạo sung lực mới cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng sang thăm lại Liên bang Nga, cảm ơn về sự đón tiếp trọng thị, thân tình mà Tổng thống, chính phủ và nhân dân Nga đã dành cho Tổng Bí thư và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam coi Nga là một trong những đối tác quan trọng và tin cậy hàng đầu của Việt Nam. Trong không khí hữu nghị, tin cậy cao và hiểu biết lẫn nhau. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã tập trung trao đổi về các phương hướng và biện pháp lớn nhằm tạo sung lực mới, thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực, đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả. Hai bên nhất trí cùng phối hợp tổ chức thành công năm Nga tại Việt Nam và năm Việt Nam tại Nga nhân dịp hai nước kỷ niệm 25 năm ký hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt Nam Liên bang Nga trong năm 2019 và kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2020. Về hợp tác kinh tế thương mại, hai bên nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các dự án đầu tư ưu tiên tại hai nước, tạo điều kiện cho hàng hóa của cả hai bên thâm nhập thị trường của nhau để nâng cao kim ngạch thương mại song phương, tiếp tục hợp tác chặt chẽ, hiệu quả trên các lĩnh vực quan trọng khác. Hai nhà lãnh đạo chia sẻ quan điểm về một số vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của cộng đồng người Việt Nam tại Nga. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cảm ơn lãnh đạo và các cơ quan chức năng của Nga đã hỗ trợ tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam tại Nga thời gian qua. Đề nghị Nga tiếp tục tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam làm việc và sinh sống ổn định lâu dài, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước. Tại hội đàm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trân trọng mời Tổng thống Nga sang thăm lại Việt Nam trong năm 2019 tổng thống vladimir putin cảm ơn và vui vẻ nhận lời mời